mất gấu đi ra ngoài. Được dục đi. Quá hay luôn. Chúc hay quá Tuấn ơi. Hay quá Tuấn ơi. Ok. Bây giờ là chặng 2. Nếu như thắng ở chặng này, các đội sẽ được 100 điểm nếu như là đội chiến thắng nha. Dạ vâng ạ. Và đội nào không còn gấu bông ở trên lưng nữa xem như thua cuộc. Và chúng ta chạy tự do trong khuôn viên vạch màu vàng và không còn phải cổng nữa. Rồi, cố lên nha các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời Minh, Sao, Nhào vô. Chà, con chiến thuật hả? Chơi nhẹ nhàng nha, không cào cấu bạn nha. Giống như cặp tình nhân vậy đó. Hay quá. Không cầm gấu của mình. Hay quá, hay quá. Ai bị mất gấu phải bước ra khỏi vòng. Ủa, dùng gấu ra ngoài đi. Dạ, Đàm Văn Sơn đã. Dùng gấu đi, dùng gấu đi. Mất gấu nào mà lụm được dùng đi. Rồi, sơ hở là mất. Rồi, bạn kia mất gấu đi ra ngoài. Mất gấu đi ra ngoài. Người ta nói là lụm được dục đi. Quá hay luôn. Hay quá Tuấn ơi. Hay quá Tuấn ơi. Ok. Ôi Tuấn, em đẹp trai mà em còn chơi hay nữa. Đúng rồi, tôi thích những cái quyết liệt như vậy đó. Như vậy là chúng ta đã có kết quả ở chặng 2. Đội mình đã giành chiến thắng được 100 điểm. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra số điểm tổng kết chung cuộc của cả ba đội. Dạ, ở chặng 1, đội cao đã giành được 200 điểm ạ. Nâng tổng điểm thành 390 điểm. Chúc mừng các bạn. Dạ, và đội mình ở chặng 2 đã giành được 100 điểm, nâng tổng số điểm lên 340 điểm ạ. Dạ, và đội sao á, rất chung thủy với số điểm là 100 điểm, không có nhân luôn. Dạ, và giữ vị trí số 3.